Anh đưa đây cho tôi đi. Cô bị điên hả? Cô làm cái gì đây vậy? Cô ta là ai? Tại sao lại ở trong xe anh? Tôi là anh Quan Trọng. Quan Trọng về soi lại gương đi. Xấu xí bẩn hiền thấy ghê. Cô! Người ta nói đúng rồi đó. Cô còn cãi cái gì nữa? Biến biến về nhà rồi tôi cãi. Chị bỏ đi chị ạ. Họ không xứng đáng với chị hy sinh như vậy đâu. Chị hy sinh cho anh ta bao nhiêu mà bây giờ anh ta đối xử với chị như vậy đó. Đây em tặng cho chị đó. Đây là bộ tắm trắng cao cấp 30 giây với 3 công dụng. Tẩy tế bào chết nè, làm mịn da và bật sáng tông da rồi đó. Và có mùi thơm nữa. Chị dùng mà chăm sóc cho bản thân của mình nha. Cảm ơn em. Mai, là em đó hả? Dạo này nhìn em xinh thế. Xinh thì sao? Cũng chỉ là con vợ già thôi. Cô im mồm đi. Anh dám quát tôi à? Được lắm. Mai à, hay là mình làm lại từ đầu nha. Thật ra anh với cô ấy không là... Tôi không ngờ anh lại tráo trở, lật mặt nhanh như vậy đấy. Tệ bạc á thì không bao giờ tha thứ được đâu.